Đường chuyền vào của Nguyễn Mạnh Anh nhỏ rất nguy hiểm và tỷ số được mở cho cao thủ Quảng Ninh. Một pha tấn công biên khá hay. Đội bóng nó vượt lên dẫn trước là Than Quảng Ninh. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 14. Một sự khởi đầu tốt của Than Quảng Ninh trên sân của Thanh Hóa. Hải Huy vẫn luôn có mặt ở những điểm nóng và anh đã ghi những bàn thắng rất quan trọng. Đây là niềm vui của các cổ động viên Quảng Ninh. Trong trận đấu ngày hôm nay đã có khá nhiều các cổ động viên của Quảng Ninh hành quân tới sân Thanh Hóa để cổ vũ cho đội nhà. Cú đánh đầu tuyệt vời của Hải Huy và đây là bàn thắng thứ 5 của anh ở mùa giải năm nay. Hải Huy đã có được số bàn thắng cùng với ngang bằng với Uche. Và đây là niềm vui của